Xin được chào mừng tất cả quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Salon Auto HDC Luxury Car. Địa chỉ 106 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội và em là Đức Hoàng. Ngày hôm nay thì thời tiết Hà Nội quá là đẹp, khô ráo, nắng ráo. À, ngay bây giờ đây em Hoàng sẽ giới thiệu đến quý vị anh chị một chiếc xe vô cùng vô cùng đặc biệt. Vừa mới uh, cập nhật tại uh, bên em. Đây là một chiếc xe có cái lối thiết kế nó rất là trẻ trung, hiện đại và không kém phần thể thao. Uh, một chiếc xe Audi A5 phiên bản Sportback. À, một trong những chiếc xe mà em nghĩ là rất hiếm hoi trên thị trường, à, kể cả là thời điểm năm à, trước, à, thời điểm xe mới cũng giống như là thời điểm à, bây giờ, xe đã qua sử dụng. thì à, ngay bây giờ đây em Hoàng sẽ mời quý vị anh chị cùng trải nghiệm cũng như là đánh giá về chiếc xe Audi A5 này nhé. À, sơ qua một chút về thông tin chiếc xe, thì đây là chiếc xe Audi A5 à, Sportback, sản xuất 2016, đăng ký 2017, một chủ từ đầu biển Hà Nội. À, chiếc xe này thì nó cũng nó có một cái form dáng nó khá là đặc biệt, nó gần giống sedan nhưng tuy nhiên thì nó lại có được tinh chỉnh một chút về những cái thiết kế về bên ngoại thất bên ngoài. Đầu tiên thì chúng ta phải nói đến cái mặt ca lăng khổ lớn và cái logo cực kỳ đặc biệt của Audi. Đấy, à, chiếc xe thì được sử dụng công nghệ động cơ là qua trôn nhé quý vị anh chị nhé. Hộp số ly hợp 7 cấp. À, chúng ta sẽ có một cái phần đầu xe nhìn thiết kế vô cùng độc đáo, nó không đi theo những cái lối thiết kế cổ điển à, giống như những cái thế hệ Audi A. À, Uh, thế hệ Audi trước uh, A5 thì nó là một cái lối thiết kế nó phá cách hướng tới uh, những người trẻ, những người tiêu dùng trẻ. Đấy, đặc biệt là những bạn trẻ như em. Uh, chúng ta sẽ có hệ thống đèn pha bi xenon có hỗ trợ góc đánh lái này, rồi cũng như là giải led ban ngày daytime rất là đẹp. Uh, hệ thống rửa đèn pha tự động cảm biến trước sau. Uh, bộ mâm La răng là 17 inch đi cùng với nó là dàn lốp Michelin nhé quý vị anh chị nhé Đây là dàn lốp mà uh, đã được ra chủ trước họ thay mới tại chính hãng rồi. Đây, thay mới là thời điểm tuần thứ 44 của năm 2020 đấy thì uh, như lịch sử uh, bảo dưỡng định kỳ xe thì uh, vẫn đầy đủ tại chính hãng nhé quý vị anh chị nhé Audi Phạm Hùng lốp láp này rồi uh, từ những cái phần uh, la răng của chiếc xe còn thật sự rất là mới luôn ạ Nếu nói về chiếc uh, xe này về được đánh giá về nước Sơn zin thì uh, em xin phép được đánh giá là nó còn gần đến 90% quý vị anh chị nhé Thật sự là một chiếc xe rất là mới nhìn từ những cái phần củ phanh này đây là một chiếc xe bên em mới lấy về và chưa có làm gì chưa có spa bất cứ một cái gì luôn ạ Đây từ những cái phần mép ba đờ shock nha quý vị anh chị nha. Đấy, Nó vẫn còn rất là khít à, Tại sao lại gọi là phiên bản Sportback Bởi vì à, về khối động cơ này Rồi cũng như là về cái thiết kế ngoại thất Ở bên ngoài của chiếc xe này thì vô cùng ấn tượng à, Chúng ta sẽ có Một cái phần đuôi ở đằng sau Đấy, Có hai ống xả thể thao này quý vị anh chị Biển Hà Nội một chủ đầu Đăng ký năm 2017 uhm, Chúng ta sẽ có một cái phần đèn hậu Giải đèn LED ở đây Audi A5 Đấy, phiên bản TFSI Đây là công nghệ động cơ của chiếc xe à, uh, Ngoài ra thì uh, cái cốp của chiếc xe này cũng vô cùng ấn tượng quý vị anh chị Đây 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 là khoang cốp nhé quý vị anh chị nhé Bình thường như những cái mẫu sedan ấy Thì chúng ta sẽ mở ra thì nó chỉ có khoang cốp ở bên trong này bình thường thôi Nhưng mà đây là những chiếc xe phiên bản Sportback cho nên là nó sẽ làm thông Nó sẽ làm thông cả cái vị trí ngồi khoang cabin ở đằng sau, ở đằng trong luôn Và chúng ta sẽ có một cái khoang cốp vô cùng vô cùng rộng rãi Thậm chí chiếc xe này thì em đã thử rồi và để được hai bộ gốp nhé quý vị anh chị nhé hai bộ gốp luôn ạ Đấy, một chiếc xe rất mới Với uh, mọi thứ nguyên nỉ này Rồi từ những cái phần nhựa uh, Chúng ta sẽ có cái hệ thống lốp sơ cua uh, Còn mới tinh, chưa dùng một lần nào Nằm ở trong này quý vị anh chị ạ Đây, từ những cái phần uh, uh, hộp cầu trì, hộp kỹ thuật của chiếc xe này Nó nằm ở vị trí bên trong này Cũng vậy, còn rất là mới luôn Đấy Rất là đẹp luôn nha quý vị anh chị nha Quá là mới luôn Âm ly này Đấy uh, cũng rất là may mắn qua kênh Youtube thì em Hoàng lại có cơ hội được mua chiếc xe này. <laughs> của vợ chồng anh chị cũng rất là tuyệt vời. Đấy, gia chủ anh chị thì là ở, ở ngay Royal City đây thôi. À, nội thất ở bên trong của chiếc xe này thì cũng rất là đẹp. Ok, chúng ta sẽ cùng ngắm nghía bên ngoài một chút trước nhé quý vị anh chị nhé. Đấy, đây, form dáng của chiếc xe này. Thật sự luôn Audi nó luôn luôn đem lại cho em Hoàng một cái cảm giác thiết kế cực kỳ mạnh mẽ và nói, nếu như mà nhìn thì chúng ta có thể liên tưởng đến giống như những chiếc Audi R8 quý vị anh chị ạ đấy bởi vì nó form dáng nó rất là thể thao và nhìn trông nó rất là đẹp đấy OK chúng ta sẽ có hệ thống mở cửa một chạm ở trên phần uh, vân tay này ở đây này nắp uh, tay tay nắm cửa này uh, ở đây thì em Hoàng chưa thấy có hệ thống uh, uh, hỗ trợ cảnh báo điểm mù rồi chúng ta sẽ cùng khám phá tiếp uh, chiếc xe này khi mà mở cánh cửa ra thì đầu tiên là em sẽ thấy hệ thống kính tràn viền Đấy, kính tràn viền nhé quý vị anh chị nhé Khi mà chúng ta hạ xuống ấy Thì cái cánh cửa nhìn trông nó rất là giống như một chiếc xe Nó giống như là một chiếc xe như nào Cooper à Mui trần Đấy Các cái phần phím này, công tắc này, mọi thứ Một chiếc xe 2016 đến nay nhưng mà thật sự còn rất là đẹp và mới luôn đấy ạ với uh, lát nữa em sẽ nói về cái tầm giá của chiếc xe này Thật sự luôn nó sẽ khá là gây sốc cho quý vị anh chị Sốc ở đây không phải là nó quá đắt Mà nó quá hợp lý trong cái tầm tài chính đó đấy đây em hoàng sẽ mời quý vị anh chị cùng uh, lướt một vòng uh, về nội thất của chiếc xe này nhá quý vị anh chị nhé, sau đó là chúng ta sẽ đi đến chi tiết đây hàng ghế thứ hai đây hàng ghế thứ hai thì uh, chúng ta sẽ có một cái khoang uh, ghế ở uh, ghế da nguyên bản theo xe và uh, chiếc xe này thì uh, audi nó trang bị uh, cho cái bộ ghế da này là ghế da công nghiệp thôi chưa phải là ghế da xịn sò gì lắm nhưng mà nó rất là đanh và nó dày dày dặn quý vị anh chị ạ, đây nó rất là dày dặn luôn. Đấy, chúng ta sẽ có thêm cả cửa gió hàng ghế thứ hai. Ờ, chiếc xe thì không được trang bị cửa sổ trời vì vì có lẽ đây là phiên bản sportback cho nên là nó sẽ không 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 thiết kế thiên hướng về cửa sổ trời nhiều lắm. Đó. Ờ, khoảng sáng chân này, cách đầu gối tất cả mọi thứ thì cũng khá là rộng rãi và thoải mái luôn. Nếu ngồi ở vị trí thứ hai, ờ, chiếc xe này sẽ đưa lại cho chúng ta những cái cảm giác lái ờ, em nghĩ là nó sẽ hay và tốt hơn là ở vị trí đằng sau tất cả từ những cái con ốc nhỏ nhất nhé quý vị anh chị nhé keo chỉ này nước sơn của zin của chiếc xe này thì thật sự luôn là em khẳng định luôn là chiếc xe này có thể nói nếu như không quá lời là nó là mới nhất Việt Nam luôn nếu nói là Audi A5 Sportback mà 2016 tính đến nay rất hiếm hoi mà có được một chiếc xe nào nó mới đến như vậy mà các cái phần ghế này phần da này ở phần la phông trần này quý vị anh chị này đấy các cái phần công tắc ở phía dưới này Đấy, mọi thứ của chiếc xe này còn quá là mới Thậm chí sàn còn chưa bóc ni lông nha quý vị anh chị nhé Bậc lên xuống này, cũng vậy Chưa bóc ni lông luôn Gia chủ thì thời điểm trước năm Thời điểm mà, năm 2017 Cũng phải bỏ ra đến Số tiền lên đến khoảng quãng độ gần 3 tỷ Để chúng ta có thể sở hữu được một chiếc Audi A5 này đấy nhé quý vị anh chị nhé Nó là một con số không hề nhỏ đâu ạ Đấy Ở Ghế lái thì cũng được tích hợp chỉnh điện 12 hướng đầy đủ Nhưng mà không có lưu vị trí ghế Rồi, Xin mời quý vị anh chị hãy cùng vào bên trong cái vị trí mà em Hoàng đang cảm nhận đó là vị trí ghế lái Đầu tiên bước vào đây em ấn tượng luôn là về cái vô lăng của chiếc xe này Nó thật sự luôn Audi nó đưa lại cho chúng ta những cái lối thiết kế nhìn trông nó rất là hiện đại Nó hiện đại nhé, chứ nó không phải là mang tính chất là nó quá cổ điển đâu ạ à, Vô lăng được tích hợp trợ lực điện cho nên là rất là nhẹ à, Toàn bộ các cái phần phím tích hợp ở trên này thì được sử dụng theo dạng con lăn Đây, con lăn nhé quý vị anh chị nhé vô lăng khâu da vẫn còn nguyên bản theo xe và ở các cái phần logo chi tiết này của nó còn rất là mới. Đấy cho nên là chúng ta cũng có thể đánh giá được một phần nào về chất lượng xe. Chiếc xe này thì được sử dụng hộp số 7 cấp cho nên là chúng ta cũng vẫn sẽ có cả hộp số thể thao trên vô lăng. Nói chung là Audi A5 Sportback, cái tên nó đã nói lên cái 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 cái, cái, cái điểm mạnh của chiếc xe rồi. Về động cơ, về cảm nhận lái đấy. Táp lô thì được trang bị bằng uh, gọi là gì nhỉ cao su cứng nhé quý vị anh chị nhé một cái màn hình giải trí nguyên bản theo xe ở đây tuy nhiên thì không có tích hợp camera lùi gia chủ thì phải uh, nâng cấp lên uh, phần uh, gương chiếu hậu này quý vị anh chị này đấy vừa là camera lùi vừa là cam uh, hành trình ở phía trước luôn rồi là chúng ta sẽ có hệ thống điều hòa tự động đấy điều hòa tự động nhé quý vị anh chị nhé uh, chìa khóa của chiếc xe này cũng rất là hay và hệ thống khởi động của chiếc xe này cũng rất là hay uh, không phải là chìa khóa cơ mà là cũng kiểu dạng như là chìa khóa start top, chìa khóa thông minh thì khi ấn vào đây, Đấy, sau đó là chúng ta ấn vào một lần nữa thì chúng ta sẽ đề nổ được chiếc xe lên nhé quý vị anh chị nhé, rất là hay luôn ạ. <laughs> à, ngoài ra thì uh, xe, được, uh, trang bị, uh, xe được trang bị xe được trang bị khá là nhiều option hay nữa, ví dụ như là điều hòa tự động hai vùng riêng biệt này, phanh tay điện tử, auto hold, cảm biến trước sau, uh, hệ thống cân bằng điện tử. Và cần số này, cần số ra của chiếc xe này cũng vậy, còn rất là mới và chi tiết nhé quý vị anh chị nhé. Đây, các cái chi tiết nhỏ này của chiếc xe này còn rất là đẹp luôn. Quý vị anh chị nào muốn uh, uh, có được những cái hình ảnh nó chi tiết nhất thì có thể uh, uh, alo cho em Hoàng hoặc là uh, kết bạn qua Zalo hoặc Facebook thì em Hoàng sẽ gửi hình ảnh chi tiết của chiếc xe này qua cho quý vị anh chị. Rồi, chúng ta sẽ cùng uh, xem phía dưới nắp cabo này là cái cộng động cơ như thế nào nào. Đây, đây là động cơ 2.0 turbo công nghệ là TFSI đấy, cho công suất lên đến 211 mã lực thì em nghĩ là uh, nó cũng sẽ là một cái đối thủ cạnh tranh cực kỳ là đáng gờm cho những chiếc B series 5 đấy năm 20 năm 30 hay là những chiếc mạch E mạch E250 mạch E300 nhé thì đánh giá của em về những chiếc Audi A5 này thì uh, nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều 211 mã thì thật sự luôn là nó 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 rất là tuyệt vời và nó cuốn cuốn hút người lái luôn đấy ạ đấy Uh, chúng ta sẽ uh, xem từ những cái chi tiết nhỏ Ví dụ phần con ốc nắp cabo này Keo chỉ này, cabo này ở Các cái phần tấm uh, chắn động cơ Ở phía trong của nắp cabo nha quý vị anh chị nhé Còn thật sự đẹp và rất là mới Vẫn là một câu nói rất thân thương thôi Đẹp từ những chi tiết nhỏ đấy Em Hoàng thì nói không với xe lỗi Thật sự luôn là uh, Quan điểm của em làm việc thì uh, Có thể là thật thà là cha quỷ quái Có sao chúng ta bán vậy Chứ uh, không mang tính chất là Ờ uh, mông má rồi là nhiều khi là có những cái uh, uh, trường hợp là uh, họ mang những cái xe mà nó chất lượng nó không tốt đưa đến tay khách hàng sau đó là vẫn có những cái chế độ bảo hành nọ kia xong đến lúc khách hàng mua bán xong thì như kiểu là chúng ta bị mắc lừa ấy. thì cái việc đó là cái việc mà em hoàng không bao giờ xác định luôn trong tư tưởng làm nghề của em là em không bao giờ làm những cái việc như vậy một là nó hơi thất đức và cái thứ hai là nó sẽ mất lọc Đấy. từ những cái ốc xương nhôm đầu xe này quý vị anh chị này ốc tai xe này hay kể cả quý vị anh chị có thể nhìn những cái màu khoang màu động cơ nhé đây là em đã được spa vệ sinh lại rồi nhưng mà bản chất của chiếc xe này thật sự nó còn quá là mới thế cho nên là nó mới được như vậy đấy chứ còn một chiếc xe mà chạy nhiều thường thì đối với những chiếc xe mà 17, 16 này thì uh, có thể lên đến 8 hoặc là 80 hoặc là một uh, 100 000 km rồi thì cái màu động cơ này nó không còn độ mới đến như vậy kể cả từ những cái phần tem nhé quý vị anh chị nhé này, tem này tem của các cái phụ tùng lắp ráp trên chiếc xe này Thật sự quá đẹp, quá là mới Không quá lời đâu ạ Em thật sự luôn là không quá lời nếu như mà nói chiếc xe này Là nó mới nhất Việt Nam Nếu như mà nói về những chiếc Audi A5 Thời điểm hiện tại, Sportback Ok, bây giờ mới là cái phần sốc này quý vị anh chị này Hiện tại thì cái mẫu xe này em đang bán Với mức giá là 1 tỷ 250 triệu đồng À, hợp lý không quý vị anh chị và có hỗ trợ cả trả góp lên đến 75% giá trị xe trong thời gian tối đa từ 5 cho đến 7 năm hỗ trợ khách hàng không chứng minh được thu nhập nha quý vị anh chị nhé à, ngoài ra thì về chất lượng xe bên em cấp hợp đồng bảo hành cho khách hàng là một năm tương đương 10.000 km bao gồm các cái tiêu chí là xe không bị đâm đụng tai nạn không ngập nước thủy kích động cơ hộp số của xe nguyên bản hồ sơ pháp lý của xe là minh bạch và xe không bị phạt nguội Uh, mọi thông tin chi tiết về sản phẩm thì kính mong quý vị anh chị hãy vui lòng liên hệ với em Đức Hoàng theo số hotline là 097 209 9992 uh, có thể đặt được những uh, đặt những cái câu hỏi dưới comment uh, phía dưới comment uh, của clip hoặc là uh, inbox trực tiếp cho em để em uh, sẽ hỗ trợ và cũng như là có những cái uh, tư vấn một uh, cách nó thật tâm nhất và đối với một cái người mà hay được trải nghiệm siêu xe nhất uh, một lần nữa em Đức Hoàng xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.